Rồi, xin chào các bạn nha. Sáng nay Trần đang chia sẻ và giao lưu với các bạn hai cây mai giáng long. Những cái này là những cây mai đọt đỏ hết nha. Đây là cây số 1. Cây số 1 này nó cao hơn 90, tán rộng hơn 80. Làm tròn là 90 cho 80 luôn nha. Hình thân nó Trần đo được là 20 nha. Đó. Rồi, ok. Cái này thì nó có một bộ củ đớ nó đẹp lắm. Đó, củ đớ này. Củ đớ nó gốc đớ hình thú luôn. Cây cuồng đẹp. Tây tán thì nói chung là đủ đủ số lượng dâm chi theo điểm dương của nó. Một này, hai này, ba này, bốn này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, không 8 chi một ngọn, dần ngọn trên này là đủ 8 chi một ngọn. Tay cầm thì nói chung là trình cũng bấm tia sơ sơ rồi cho nó rộng ra, cũng có xói một ít đất trên, nó bám ở trên chỗ cái bộ củ đớ rỡ này. Cho mọi người thấy được cái chân đớ rỡ này. Lúc đớ hình thú. Nó xù lên tới đây luôn hả? Cây cực kỳ là đẹp. Lúc đớ đẹp. Tây tán thì nó ra đúng điểm dương rồi. Những chỗ cao ếch. Cuồng ếch nó nhặt. Kiếm những cây như thế này là cuồng ếch đẹp hết nha mọi người. Đó. Cây một cốt đi lên. Liền thân liền cốt. Không, cây nó có độ già nó đẹp, nó dót lên, càng lên cao nó càng dót cây. Đó. Đây là cây hồi giáo đẹp cho nên là đỡ nghiêng rình nghiêng thủy nó luôn nha, chứ không có ghép, không phải cây ghép đâu. Phần ở chỗ này Trần không có đo, nhưng mà đo chỗ này thì vành thân nó là đã 20 rồi. Trình bấm tia sơ mấy cái chỗ đoạn nó nứt mầm này, cho mọi người nhìn rộng được cái dáng, cái đường cốt của nó này, cốt thân nó lách lượng này. Con này ra mầm nhiều lắm, mầm tược nhiều. Đó. Nhìn rộng ra. À, nó lộ phần cốt nè ha, đẹp không? Rồi Trình báo giá trên con là giá là 1,8 triệu nha, Trình không có bao ship vận chuyển đâu nha. 1,8 triệu là giá bán tại vườn thôi. Cây mai dạo già đẹp, bao hoa đẹp cho mọi người ạ. Lọc ở đây, đây là mẻ E1 nha mọi người, mọi người nhớ nha, E1 1,8 triệu này. Rồi. Đây là cây số 2. Cây số 2 này nó cũng cao 90, tán rộng 80 nhưng mà hình thân của nó nhỏ hơn. Hình thân của nó 16 và giá là 1,4 triệu. Rồi, trên sẽ quay phần cốt thân của nó. Cái này thì nó vẫn còn hoa. Trên đỡ đấy luôn. Cốt thân đẹp không? Cái liền thân liền cốt. Quá đẹp luôn. Giá 1,4 triệu là giá không bao gồm phí vận chuyển đâu nha mọi người. Giá bán tại vườn ạ. Coi nó chuẩn, coi chuẩn giống. Không, nửa bông chùm hả? Mọi người cứ hỏi cây mai có nửa bông chùm không? Mà thật ra thì cây nào nó cũng nửa bông chùm hết nha. Đó. Cúc giáo gì cũng vậy, giống nào cũng nửa bông chùm hết á. Nó ra chùm chùm vậy thôi, không? Nó đây là những cái hoa cuối cùng trên cây này, cho nó ra trái luôn. Trên vẫn đỡ đấy. Để cho mọi người xem. Cái kia thì nó cũng vậy thôi, hoa nó cũng giống kiểu này nè. Đó. Trên ghét ra một cái hoa cái gần tàn này cho mọi người thấy nè. Ồ, rụng không? Đó,
hoa cánh nhung, cánh nó dày, dày cánh. Đó, nó rụng sắc pháo đó, mọi người, à, rụng hoa. Hoa màu sắc nó rất đẹp, cánh dày quá, ra hai lớp. Hoa nào nông dài thôi, nó hai lớp hết đó. Đó, đây nông dài này, mấy này nông gần tàn rồi. Được coi thử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cánh. Cho từ từ 8 đến 10 cánh thôi nha. Đó. Màu vàng rất là tươi luôn. Vàng tươi chứ không phải vàng mà màu đậm mà nó sẫm, nó nhìn nó buồn đâu. Màu vàng này rất là tươi. Nhìn bông nó đẹp, sắc nét. Cái giống nó đẹp. Đây là cái phần đỡ rỡ của cái cây mẹ số A2 này. Mấy cái này mà đỡ độc lập với độc lập riêng một mình nó nhìn nó đẹp lắm. Do bây giờ nói chung là mình nhà vườn thì mình cũng đỡ nó san sát nhau. Mọi người cố gắng xem kỹ nha. Cây gốc đỡ già, đỡ rỡ xung quanh nhiều. Cuồng ép của cây là cuồng ép đẹp chuẩn, nó không có ghim đọc mọi người thôi. Từ 8 phần 4 nó đều lọc nó đây. Bán lọc này, hoa đây, hoa nãy giờ Trình còn có quay cho mọi người xem nữa hả. Này mình ngắt bớt, còn lác đác một vài bông hoa trên cây á, chứ không còn nhiều nữa đâu. Càng cốt cây đẹp không, nó già, càng lên cao nó càng rút lại không. Rồi, ai có giao lưu kênh nào thì alo Trình đã sở hữu nha. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video.